Chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn Android của Blockstar Insight, mình là Việt. Ở bài hướng dẫn trước thì mình lỡ tay ấn tắt mất, thế thành ra nó bị ngắt quãng. Thì bây giờ mình sẽ chạy lại cái kết quả của phần hôm trước. Thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta click vào cái VnExpress thì nó hiển thị ra hai cái category đây, và chúng ta khi click vào thì nó sẽ hiển thị lên đây. Ví dụ như là chúng ta có cái paper trước và category sau, đúng không? Thì paper đây là năm số 0 và category là số 0. Cái này thì là category là 1, thì đấy thì nó hiển thị ra. Thì như thế chúng ta đã thực cái phần hiển thị lên được cái category đây. Cái new list ATV thì đây. Vấn đề tiếp theo của chúng ta đấy là bây giờ làm thế nào để chúng ta các ví dụ các bạn vào VnExpress, các bạn sẽ thấy ở đây nó có RSS ở đây. Thì giờ các bạn sẽ tự hỏi là RSS là cái gì? Thì nôm na như các bạn thấy ở đây, nó là một cái chuẩn XML để cho mà cái chương trình các cái new reader khác có thể lấy được cái tin này về. Thì bản thân các cái website nó sẽ có những cái phần viết khác nhau. Thì ở trong Android thì chúng ta cần cần xử lý cái thằng này bằng thông qua XML. Thì mình ở bài hướng dẫn này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cấu trúc của một cái RSS là nó như nào. Chúng ta sẽ vào cái RSS của Express này, chúng ta copy copy ví dụ như cái xã hội này chẳng hạn, copy link address và chúng ta paste vào đây. Thì lúc này nó sẽ hỏi là chúng ta sẽ mở như này. Các bạn có thể sử dụng các cái extension của Chrome hoặc là Firefox để đọc, hoặc là các bạn download về như mình làm đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cấu trúc của cái thằng RSS này. Thì các bạn sẽ thấy là nó có các item, nó có rất nhiều item khác nhau. Thì các bạn sẽ thấy là trong các item này nó sẽ có title, description, link và update. Thì cấu trúc của nó là giống nhau như này. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần làm thế nào để chúng ta đọc được những cái thằng này. Chúng ta có mấy cái thằng trên này, râu ria trên này chúng ta không quan tâm lắm, đúng không? Chúng ta không cần quan tâm những thằng này. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy đây, chúng ta có là mở đầu một cái item, bên trong nó sẽ có một cái title, có một description, có một cái link và có một cái update. Thì như thế cứ mỗi item nó có lặp đi lặp lại như thế đến hết. Thì đấy là danh sách những cái link. Ví dụ như đây chúng ta có cái title cháu bà lão 70 này. Rồi description này, đây có cái image này. Có những cái thông tin nhỏ nhỏ trong này này. Có link link cái này và có update. Thì trong cái đống này thì chúng ta cần làm cái gì? Nên chúng ta cần phải tạo ra cần phải lọc ra được những dữ liệu này và tạo ra các cái Java object, đúng không? Thì như thế là cái về RSS. Thì cấu trúc cái này thì các bạn sẽ thấy thấy có thể thấy là các bạn thấy là nó cấu trúc nó cũng là XML, và chúng ta cũng cần đọc như trong cái phần Google API, nó không có gì khác cả. Thì vấn đề chúng ta là xây dựng được một cái đoạn code để đọc ra những cái này, chỉ thế mà thôi. Thì đấy là những thông tin qua qua về RSS. Các bạn có thể đọc thêm về những kiến thức này trên mạng, có thể search trên Google hoặc là Wikipedia chẳng hạn, thì đấy tùy các bạn. Ở bài này thì mình giới thiệu cho các bạn sơ qua một tí về cái RSS. Các bạn chú ý một tí là ở cái phần đầu header của cái RSS ấy, thì nó có một cái gọi là có một cái title ở đây. Thì vì thế mà các bạn phải cần chú ý những cái này. Từ khi chúng ta đọc thì chúng ta đọc những cái title, description, update ở link ở trong thân của một cái item chứ không đọc ngoài. Vì những cái này là không quan tâm, đúng không? Các bạn sẽ thấy bên trên này nó cũng có cái title này, có description, có link, có update ở đây. Thì những cái thằng râu ria này chúng ta không cần thiết. Vì thế mà các bạn phải cần check check nó, đấy là chúng ta chỉ đọc những cái thằng nằm trong item mà thôi, không đọc những thằng nằm ngoài. Thì các bạn chú ý. Thì cái này trong đoạn code thì mình giải thích kỹ hơn. Thì ở bài này mình dừng lại đây đã. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài hướng dẫn tiếp theo.